Địa điểm thực hiện cách vị trí tai nạn khoảng 50m để tránh tình trạng ùn tắc. Việc khám nghiệm hiện trường và kiểm tra chiếc xe chỉ diễn ra trong vòng 20 phút. Sau đó, chiếc xe tải và lái xe Hồ Kim Hậu, 30 tuổi, quê ở Bình Định, quay về trụ sở công an để tiếp tục làm việc. Công an thành phố Biên Hòa cũng đã xác định được danh tính một số người tham gia vụ việc. Trên cơ sở đó, lực lượng công an sẽ thu thập các tài liệu, lời khai, chứng cứ liên quan để có thể sớm khởi tố vụ án. Sự việc xảy ra vào ngày 4 tháng 12 ở khu vực vòng xoay Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Vào thời điểm này, lái xe Hồ Kim Hậu lái xe tải chở khoảng 1.500 thùng bia thì gặp tai nạn. Lập tức, một số người dân tranh nhau giành giật các thùng bia trước sự bất lực của lái xe.